tôi sẽ đổ nước sôi vào cho bạn. Come on, one. Okay, thank you. Wow. 지금 먹는 메뉴가 포. 지금 먹는 메뉴가 베트남 쌀국수. 베트남 메인 포. 맞아? 맛있어요. 근데 phở này không được ngon cho lắm. 근데 이 쌀국수가 좋은 맛 없어요. 아, 그러면 nó chỉ là đồ đóng hộp. 그냥 통조림이에요. 여기 근처에 맛있는 거 있으면 링크를 다 보내줘라. 오케이, 맞아. gần đây tôi biết một quán phở rất ngon. Bạn có thể đi bộ lên đó. 얼마 전에 걸어 올라갈 수 있는 맛있는 쌀국수 집을 알고 있었는데. 어, 오케이. 근데 bạn đi bộ từ đây lên bệnh viện thì sẽ thấy quán phở đó. Bạn có thể nhìn thấy quán phở đó trên đường từ đây lên bệnh viện. 그 쌀국수 집을 여기서 병원 가는 길에 보실 수 있어요. 오케이, 오케이.